Hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách lấy cái khuôn này ha. Trước tiên là mình sẽ dùng bột bắp phủ lên, rồi lấy hết sạch bột bắp ra. Khuôn nền của mình sẽ gồm có hai màu. Để mình lấy được cái chữ này là màu khác nè, chữ Happy Birthday màu khác và cái nền màu khác thì nó sẽ nổi lên được ha mọi người. Thì khi mà mình làm chữ vào cái khuôn nền này á, thì cái độ ẩm của mình nó phải là nó hơi ráo ráo một xíu, tức là không quá khô mà cũng không quá nhão. Khuôn nền của mình rờ á, các bạn làm không bao giờ phải đeo, không được đeo găng tay nha. Đeo găng tay thì không cảm nhận được khuôn nền, bạn phải mà chạm vào nó, nhồi nó để biết được nó ẩm, nó nhão hay nó vừa. Thì khuôn nền của mình á, khi mình biết nó vừa tới á mà không khô á, như vậy là hơi khô nè, khi bạn tưa ra nó không có kéo sợi được, rồi nó có hột như vậy là bị khô. Thì cái hướng cách hột của mình là mình sẽ cho con syrup vô một chút hoặc sạc tinh ninh vô, nhưng mà chỉ được khắc phục được một khoảng chừng một hai lần thôi nha mọi người, chứ không phải làm hoài được. Mình càng cho nhiều con syrup, cho nhiều sọt cho nên nó sẽ càng nhão ra và nó khó dục luôn, nó mất cân đối rồi, mất cân bằng của cái cấu rồi ha. Còn đây cục này là ẩm nè, các bạn kéo ra nó có ra sợi được dài được nè, và nó không có ra tưa, nó vẫn mịn ha, nhưng mà nó không quá ướt. Rồi bây giờ mình sẽ lấy chữ màu hồng trước, các bạn sẽ cho một cái lớp màu hồng lên. Giống như mình đổ rau câu hai lớp vậy mọi người. Sau khi mọi người nhấn vô cái khuôn của mình á, để lấy cái chữ á, thì mình sẽ vuốt những cái khe, những cái khoảng trống mà nó ra để nó lòi ra được cái chữ nha. Đó, giống như mình đang làm nè. Zoom lại kỹ cho mọi người xem nè. Đó, bạn để cái tay mình đẩy nè, để cho chữ, cho khuôn đình hồng nó vô cái chữ thôi, không có vô cái nền ha. Mọi người có thể dùng cái bay này ha mọi người, để mình có thể cắt những cái phần dư đi. Đó, cắt cái phần dư đi. Mục đích của mình á là mình lấy được cái chữ nè, màu hồng ha. Sau khi mình làm được cái chữ như mày xong, mình sẽ cho cái màu khác làm nền ha nha mọi người. Lớp hôm nay đang học cho nên là hơi ồn xíu, mình thâu luôn á, các bạn nghe rõ không? À, ok. Sau đó các bạn lấy cái keo tilo á, mình quét một lớp mỏng keo bên đây nha. Rồi sau đó mình cho cái lớp thứ hai lên để cho nó kết nối, kết dính với nhau. Khuôn nền khi các bạn làm sử dụng, các bạn phải nhớ quấn băng, quấn cái màng bọc này nè kín nha mọi người, đừng để hở, nó sẽ khô luôn luôn nha. Mình lấy cái này ra xong mình phải bọc cái này lại. Rồi bây giờ cho cái lớp thứ hai lên. Trước khi làm mình phải nhồi đều cho nó mịn mạch và độ ẩm nó dàn đều khối khuôn đình. Rồi đặt lên, bạn dàn cho ra đầy phun cái khuôn này, lấy cái cán ấn mạnh cho nó xuống đầy khuôn. Sau mình ấn mạnh, sau khi mình ấn cho nó ra dàn đầy khuôn này đó, thì nó sẽ bị thừa ra những cái lớp mỏng, nó bị thừa ra những cái lớp bị dàn nó khỏi khuôn như vậy ha. Mọi người lấy cái bột bắp mình xoa một lớp mỏng nữa. Rồi mình lấy cái bay cắt khúc này. Sau đó cắt ngược lại, chứ mình không có đi một lúc từ đây qua đây nha mọi người. Nó sẽ lấy cái miếng chữ của mình lên. Sau khi mình dàn sạch xong rồi, chúng ta sẽ bỏ tủ lạnh một 30 phút cho nó cứng rồi mình lấy nha mọi người. Sau khi mọi người lấy trong tủ lạnh ra nó cứng rồi, mọi người lấy ra dễ hơn ha. Nè các bạn, mình sẽ được cái bảng chữ như vậy ha. Nhớ là lấy vậy cho nó cứng rồi lấy ra cho nó không có bị biến dạng. Cái này nãy mình lấy nó bị biến dạng nè, các bạn để cứng xíu nha. Đó, mình làm được và nó sẽ đẹp hơn. Ok, chúc các bạn thành công.